Hết giờ. Bên mình nhiều hơn. Bên mình nhiều hơn rồi. Đúng rồi. Mình thắng rồi. Dạ. Bên mình nhiều hơn thì mấy bạn thôi. Rồi đội đội bên này nhiều hơn. Đội mình thắng nha mấy bạn. Cái trâu mà nó cầm nó muỗng nó giật không còn giọt đúa luôn các bạn. Còn bên tụi mình thì rất là tâm đầu ý hợp. Cái đứa mà nó ở dưới nó cầm lên nó chạy dưng hơn tôi nhiều, nhưng mà nước nó vẫn không đổ. Thật là may mắn quá đi, nó đổ chắc giờ cũng không còn giọt nào rồi mấy bạn.
Bạn ơi, giờ chơi ngành muỗng chiên nước xong rồi, giờ mình sẽ chuyển qua trò chơi khác, chứ là bắn xuống nước buồn 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 gì nữa các bạn. Giờ tôi sẽ chơi nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ team của tụi mình nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.